Chương 1 Lắc xuất sắc 11 năm, một sáng khí vận đỉnh cấp. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tính danh Hàng tuyệt, thọ mệnh 11, 65, chủng tộc Phạm nhân, tu vi Không, công pháp Không, pháp thuật Không, thần thông Không, pháp khí Không, linh căng tư chất Cực kém, ấn vào đổ xuất sắc tiên thiên khí vận như sau, ấn vào đổ xuất sắc, thổ một sông linh. Tăng cường tư chất thổ, một linh căng, thương đạo linh đồng. Tăng cường tư chất thương đạo, tăng cường khí lực, tấn vào bắt đầu du hí nhân sinh. Nhìn bản danh sách thuộc tính trước mắt, hàng tuyệt 11 tuổi đã gần tuyệt vọng. Linh căng tư chất, tiên thiên khí vận có thể đổ xuất sắc ngẫu nhiên thay đổi mỗi ngày, nhưng chỉ có thể lắc một lần, mỗi ngày hơn 7 giờ sáng là có thể đổi mới từ khi sinh ra hàng tuyệt đã bắt đầu lắc. 11 năm vẫn không thể lắc ra tư chất cực phẩm và tiên thiên khí vận trác việc. Hay là cứ như vậy đi. Một suy nghĩ xuất hiện trong lòng hàng tuyệt. Không được. Vất vả lắm mới có thể tới thế giới thần tiên quỷ quái, há có thể phạm nhân tu tiên. Hàng tuyệt muốn làm nam chính trong sản văn. Lại lắc. Hàng tuyệt đưa tay, điểm một cái trên bảng danh sách trước mặt mình linh căng tư chất thay đổi linh căng tư chất không gương mặt thiếu niên non nớt của hàng tuyệt nháy mắt đen lại nhấn thêm thiên mệnh cô tin khắc thân khắc lữ khắc hữu cô độc suốt đời thọ mệnh tăng trăm năm đơ cơ mơ ngay cả thiên mệnh cô tin cũng xuất hiện ai muốn cô độc suốt đời hàng tuyệt tức giận đến nằm bạch xuống duỗi chân lăn một vòng trên cỏ tròn 11 năm vẫn không thể lắc ra linh căn tư chất hay tiên thiên khí vận lợi hại gì. Không được. Tiếp tục lắc. Lão tử không tin. Hàng tuyệt giận tới run lên. Dằn có nửa giờ hắn mới đứng dậy. Hàng tuyệt là người trọng sinh. Kiếp trước hắn đến từ thế kỷ 21 ở địa cầu, tuổi còn trẻ đã mắc phải căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Hắn không muốn trải qua giai đoạn trị liệu đầy đau đớn nên về nhà chờ chết. Vào lúc đêm tối, vì tê liệt bản thân, hắn tìm một trò chơi tu tiên để chơi. Chơi nguyên một đêm, rất hay, Hừng Đông vì quá mệt mỏi, sau đó cứ vậy mà ra đi. Lại mở mắt ra, hắn đã đầu thai tới thế giới cùng loại với cổ đại này. Hắn được sinh ra trong một môn phái tu tiên. Ngọc Thanh Tông, một môn phái tu tiên chính đạo của Đại Yến Vương triều. Ngay nhận được kết quả chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, hàng tuyệt sợ hãi không gì sánh được lần đầu tiên trong đời hắn biết được sinh mệnh lại quan trọng tới như vậy. Vậy mà đến kiếp này, hắn lại có thể tu tiên. Hắn kinh hỉ quá đổi. Hắn nhất định phải tu tiên. Hắn muốn sống lâu hơn bất kỳ người nào khác. Nhưng hắn không thể phạm nhân tu tiên. Từ sau khi ra đời, hàng tuyệt đã sống không áp lực. Phụ mẫu hắn là nô bộc của thiết lão, luyện đan sư ngoại môn Ngọc Thanh Tông, ngày thường vẫn trồng dược thảo cho thiết lão luyện đan sư có địa vị đặc biệt. Ở ngoài môn, không người nào dám đắc tội với thiết lão. Dưới tay thiết lão có hơn 10 vị nô bộc, tất cả đều là phàm nhân. Mặc dù có linh căng, nhưng thiết lão lại không cho phép nô bộc tu luyện, đoán chừng là sợ nô bộc đánh cắp thảo dược của mình. Thảo dược của thiết lão cực kỳ có ích với người tu tiên, nhưng đối với phàm nhân nó tuyệt đối là độc dược. Chẳng qua năm sáu tuổi, phụ mẫu hắn chạy trốn, lưu lại hàng tuyệt đang còn bé tí ở lại trong dược thảo viên của thiết lão hàng tuyệt cũng có thể hiểu được dẫn theo một đứa nhỏ chạy trốn chắc chắn sẽ có nhiều điểm bất tiện thiết lão cũng không tính toán trái lại còn sai người dẫn dắt hàng tuyệt bắt đầu giúp hắn ta trồng thảo dược thời gian lâu dài hàng tuyệt cũng gần như hiểu rõ toàn bộ hoa hoa thảo thảo trong dược thảo viên thiết lão không làm khó hàng tuyệt hàng tuyệt lại bắt đầu lắc tiên thiên khí vận ngược lại hiện tại hắn chỉ là phạm nhân, không bằng chờ một chút. Ai, tiếp tục lắc đi, nếu như trước 30 tuổi vẫn không thể lắc ra khí vận nghịch thiên gì thì thôi vậy, phạm nhân tu tiên thì phạm nhân tu tiên. Hàng tuyệt thầm nghĩ thế. Trong dược thảo viên, nô bộc lâu năm nhất đã hơn 70 tuổi, tên vương lão đầu. Năm mười mấy tuổi lão đã bị thiết lão chọn làm nô bộc, hiện tại đã là nô bộc đứng đầu, đám nô bộc đều coi lão như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hàng tuyệt đứng dậy, trở lại dược thảo viên bắt đầu tưới nước, thu dọn cỏ khô. Dược thảo viên rất lớn, phải lớn chừng một bãi bóng. Mỗi một vị nô bộc khi làm việc đều cẩn thận cực kỳ, một khi không cẩn thận làm hỏng hoa cỏ, chắc chắn thiết lão sẽ rất tức giận. Chưa kể một số thảo dược còn chứa đầy kịch độc. Tháng trước thiết lão mới ra ngoài, đoán chừng phải hai ba năm mới có thể trở về. Đối với người tu tiên, hai ba năm vốn không tính là gì. Trong dược thảo viên. Hàng Tuyệt trầm tĩnh ít nói, cũng không có bạn bè gì, chỉ giao lưu nhiều với vương lão đầu. Làm xong việc hắn trở về phòng, bắt đầu tập hít đất, rèn luyện thể phách. Sáng sớm ngày tiếp theo, Hàng Tuyệt rửa mặt xong. Hắn ngồi trên giường chờ đợi. Vẫn luôn chờ tới khi bản danh sách thuộc tính đổi mới, tinh thần Hàng Tuyệt mới phấn chấn hơn chút. Có cảm giác như đang rút thưởng. Đây là chuyện hắn mong đợi nhất mỗi ngày. Hắn xoa xoa đôi bàn tay lắc linh căng tư chất trước linh căng tư chất không thảo thứ này cũng quá đen tối đi hàng tuyệt thiếu chút nữa bị tức chết tay hắn bắt đầu run rẩy tiếp tục nhấn lắc tiên thiên khí vận xúc sắc lay động tiên thiên khí vận như sau tuyệt thế vô song tiên tư mỹ lực đỉnh cấp thiên mệnh kiếm si tư chất kiếm đạo đỉnh cấp ngộ tính kiếm đạo đỉnh cấp thân pháp tuyệt trần tư chất thân pháp đỉnh cấp, tiên đế hậu duệ. Sau khi bắt đầu du hí nhân sinh, thu được một bộ công pháp tu tiên tuyệt thế, một ngàn viên linh thạch thượng phẩm hàng tuyệt ngẩn người. Hắn trừng to mắt, lập tức kinh hỉ. Bốn tiên thiên khí vận. Đây là lần đầu tiên hắn đổi mới ra được bốn tiên thiên khí vận, hơn nữa vừa trông đã thấy rất trâu bò. Hàng tuyệt càng xem càng hưng phấn. Chính là nó. Không. Là bọn nó bốn đỉnh cấp, một tuyệt thế. Vừa nhìn đã thấy vô cùng ghê gớm. Lắc 11 năm, ngày qua ngày, rốt cục hôm nay cũng không phụ người khổ tâm. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 2 Sáu đạo linh thể, đỉnh cấp linh căn một Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Hàng tuyệt cố gắng bình tĩnh lại. Không có linh căn tư chất, tạm thời hắn vẫn không thể ấn vào bắt đầu du hí nhân sinh còn phải lắc linh căn tiếp mới được. Rốt cục cũng khổ tận cam lai, có bốn tiên thiên khí vận cực phẩm này, cho dù 40 tuổi ta mới bắt đầu tu luyện cũng vẫn còn kịp. Ta có thể an tâm giao lắc linh căn tư chất. Hàng tuyệt nghĩ tới đây, tâm tình vui thích. Hắn đã lắc 11 năm, dù có lắc thêm 11 năm nữa thì thế nào? Hàng tuyệt thở dài một hơi, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng, bắt đầu ngày làm việc hôm nay. Căn phòng hắn ở có 6 người, mỗi người một giường lớn, những người khác đã rời giường từ sáng sớm. Mỗi người phụ trách một khu vực riêng, không dám có sơ suất. Hàng tuyệt tuổi còn nhỏ, chỉ cần làm một vài công việc đơn giản, thiết lão cũng không dám để hắn chịu trách nhiệm một khu vực. Hôm nay ánh mặt trời rực rỡ hơn mọi ngày. Có lẽ nó có liên quan tới tâm tình. Những nô bộc khác không thể nhận ra biến hóa của hàng tuyệt, còn chưa bắt đầu du hí nhân sinh, đương nhiên gia thành của bốn tiên thiên khí vận cũng còn chưa xuất hiện. chính ngọ có hai tu sĩ đến. Ngọc thanh tông rất lớn, chung quanh dược thảo viên toàn là dãy núi, các tu sĩ không được phép tới nơi đây. Đại đa số thời gian chỉ có chấp sự ngoại môn đến đây yêu cầu đang dược. Hai tu sĩ trước mặt khí chất rất tốt, một nam một nữ, thật giống như thần tiên quyến lữ, hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ nô bộc. Hàng Tuyệt cũng quay đầu nhìn về phía cổng lớn của Dược Thảo Viên. Thật tương tất xinh đẹp. Hàng Tuyệt thở dài. Đám nô bọc bọn họ y phục trách tung tóe, mà hai vị tu sĩ kia lại mặc áo bào sạch sẽ hoa lệ, hệt như NPC đi ra từ thế giới võng du. Hàng Tuyệt chỉ tùy tiện cảm khái một chút, hắn cũng không ước ao chút nào. Hắn đã lắc ra được bốn tiên thiên khí vận, thành tựu sau này tuyệt không phải đệ tử ngoại môn Ngọc Thanh Tông có thể so sánh kể từ hôm nay, hai người chúng ta chịu trách nhiệm bảo vệ dược thảo viên của thiết lão. Các ngươi không cần để ý tới chúng ta, cũng không thể quấy rầy chúng ta tu luyện. Nam tu sĩ mặt không biểu cảm nói với vương lão đầu. Thiết lão đã gặp không may. Vương lão đầu thận trọng hỏi. Tuy thiết lão nóng lạnh bất thường, nhưng vương lão đầu làm bạn với hắn ta mấy chục năm, đương nhiên cũng không hy vọng thiết lão có chuyện. Nữ tu sĩ lắc đầu nói gần đây có ma tu tìm nhập Ngọc Thanh Tông, ngoại môn chỉ định hai người chúng ta tới đây bảo vệ, các ngươi không cần lo lắng. Vương lão đầu vừa nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta chấp tay hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Hai tu sĩ đều tự bỏ đi, ngồi đã tọa tu luyện ngay dưới tàn cây hai bên cổng vào dược thảo viên. Theo bọn hắn bắt đầu thổ nạp, quanh thân bọn hắn xuất hiện gió xoáy mắt trần cũng có thể thấy được. Hắn đó chính là linh khí. Hàng tuyệt yên lặng nghĩ vậy, sau đó tiếp tục vẩy nước. Ngày thứ hai. Hàng tuyệt tiếp tục lắc xuất sắc. Linh căng tư chất. Không hàng tuyệt đảo cặp mắt trắng giả. Vậy mà hắn lại không hề cảm thấy kỳ quái. Hắn cũng không hoảng hốt, ngược lại hắn đã lắc ra được bốn tiên thiên khí vận đỉnh cấp, linh căng tư chất có thể từ từ lắc. Hai vị tu sĩ gia nhập cũng không thay đổi cuộc sống của đám nô bộc trong dược thảo viên cuộc sống khô khan vẫn đang tiếp tục. Mỗi ngày hàng tuyệt ngoại trừ lao động thì chỉ rèn đúc thân thể, lắc xúc sắc. Ngày thứ ba. Xúc sắc lay động. Linh căng tư chất. Không, ghê gớm lắm. Cán lên ta. Trong lòng hàng tuyệt thầm mắng. Ngày thứ tư. Linh căng tư chất. Ngũ hành tạp linh căng, thành tựu khó có thể vượt trúc cơ cường, phù hợp với phạm nhân tu tiên. Hàng tuyệt lắc đầu hắn còn phải tiếp tục lắc, đánh chết hắn cũng không thể phạm nhân tu tiên. Cứ như vậy, mỗi ngày hàng tuyệt trèn đúc, sau đó lại lắc xuất sắc. Đại đa số thời gian đều là tạp linh căng. Hắn cũng không nhục chí, tin tưởng kiểu gì mình cũng có thể lắc ra linh căng tư chất nghịch thiên. Tu tiên trễ một chút cũng không sao. Ngược lại dù sao hắn cũng không có kẻ thù. Hai năm sau, thiết lão trở về, hai vị tu sĩ kia hành lễ cáo từ toàn bộ nô bộc tụ tập tới đây, quỳ lạy thiết lão. Thiết lão mặt hát bào, bên hông có đeo hai cái hồ lô, tóc trắng đen xen kẽ, khuôn mặt âm lệ khiến người ta có ấn tượng xấu. Cũng không tệ lắm, chưa từng xuất hiện sai lầm. Thiết lão nhìn chung quanh một vòng, thỏa mãn cười nói. Chúng nô bộc thở phào nhẹ nhõm, đều lộ ra nụ cười tươi. Thiết lão nhìn về phía hàng tuyệt cùng với thiếu niên khác bên cạnh hắn. Bốn người các ngươi đi theo ta thiết lão chỉ một chút, sau đó đi về phía lầu cát của mình. Hàng tuyệt là một trong bốn người. Bọn hắn lập tức đuổi theo sát sau. Muốn sắp xếp cho chúng ta chịu trách nhiệm một khuôn viên riêng. Hàng tuyệt thầm nghĩ. Hắn bỗng chú ý tới tay phải trong tay áo thiết lão đang rỉ máu. Hàng tuyệt lập tức kinh hãi. Chẳng lẽ thiết lão đã bị thương, muốn luyện chế bọn hắn thành khôi lỗi hoặc là đang dược kiếp trước hàng tuyệt đã từng xem không ít tiểu thuyết tu tiên ấn tượng cực sâu với một câu nói đạo hữu chết nhưng bần đạo không thể chết đối với tu sĩ không có gì quan trọng hơn so với tính mạng của mình hàng tuyệt càng nghĩ càng sợ nhưng hắn lại không dám trốn chỉ có thể cố gắng khắc chế bản thân sau khi vào phòng một thiếu niên đóng cửa phòng lại thiết lão ngồi trên thủ tọa quan sát bốn người hàng tuyệt các ngươi đưa tay qua đây thiết lão mở miệng phân phó. Bốn người hàng tuyệt lần lượt nâng tay phải lên. Thiết lão sờ soạn từng người một chút. Da gà trên tay hàng tuyệt đã sắp nổi lên. Chỉ ngươi có linh căng, những người khác trở về đi. Thiết lão nói với một thiếu niên cao cao cường tráng. Hàng tuyệt thở vào nhẹ nhõm. Sáng sớm hôm nay, hắn lại lắc linh căng tư chất, hôm qua vẫn là tứ linh căng, hôm nay lại trực tiếp lắc thành không có không nghĩ tới nhân họa đắc phúc. Hàng tuyệt đồng tình nhìn thoáng qua thiếu niên cao to cường tráng. Trương Cáp, một tên hài tử nhiệt tình thích chim bồ câu. Hai vị thiếu niên khác lại nhìn Trương Cáp với ánh mắt hâm mộ. Trương Cáp vừa kỳ vọng lại vừa thấp thỏm. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 3 Sáu đạo linh thể, đỉnh cấp linh căn 2 Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio thiết lão không cho phép nô bộc tu luyện, nhưng đây là lần đầu tiên hắn kiểm tra linh căn cho chúng nô bộc. Sau khi rời khỏi lầu cát, hàng tuyệt không để ý tới hai vị khác thiếu niên đang thảo luận, trở về tiếp tục làm việc. Từ nay về sau, trương cấp không tham gia vào việc lao động nữa. Thì ra hắn đã được thiết lão thu làm đồ đệ. Chuyện này khiến những nô bộc khác càng thêm hâm mộ và ghen ghét. Hàng tuyệt không ước ao chút nào. Khẳng định là có bảy trước nuôi sau chết. Hàng Tuyệt cảm thấy rất may mắn vì bản thân mình không bị lựa chọn. Hắn có hệ thống, không cần bái sư. Thoáng chớp mắt, lại đã hai năm trôi qua. Nửa năm trước thiết lão lại rời khỏi dược thảo viên. Hắn đi rồi, hai vị tu sĩ trước đã từng tới bảo vệ dược thảo viên trước đó lại tới nữa. Hiện tại trương cáp đã là tu sĩ luyện khí, còn bắt chuyện với hai vị tu sĩ kia. Hiện tại, toàn bộ nô bộc đều phải kính ngưỡng hắn. Cũng may ngày thường trương cáp vội vàng tu luyện, cũng không rảnh rỗi bắt nạt những nô bộc khác. Đám nô bộc bọn hắn cả đời chỉ có thể làm nô bộc. Thiết lão thường xuyên ra ngoài, nhưng bọn hắn lại không được rời khỏi dược thảo viên. Không có tranh chấp lợi ích, cho nên rất ít khi có mâu thuẫn. Hàng tuyệt đã 15 tuổi, vẫn khiêm tốn như trước. Trong 4 năm, tư chất tốt nhất hắn từng lắc ra là tam linh căng, có thể luyện đến kim đan cảnh. Kim đan cảnh thì tính là cái đếch gì? Mục tiêu của hàng tuyệt là trường sinh bất tử, thành tiên thành thần. Một ngày này, sáng sớm. Hàng tuyệt thờ ơ lắc xuất sắc, không ôm kỳ vọng, hệt như mỗi sáng dậy đều cần xúc miệng vậy. Linh căn tư chất. Thủy, một sông linh căn, tư chất trác việt, có hy vọng tu luyện tới nguyên anh cảnh ở sông linh căn. Nguyên anh cảnh. Chỉ là có hy vọng hàng tuyệt cắt một tiếng, hoàn toàn không động tâm. Hắn mới 15 tuổi, còn có thể lắc thêm 15 năm nữa. Tiếp tục lắc. Xuân đi thu đến. Lại một năm qua đi. Mỗi ngày sáng sớm hàng tuyệt trước sau như một đổ xuất sắc. Linh căng tư chất. Lục đạo linh thể, ẩn chứa linh căng đỉnh cấp phong, hỏa, thủy, thổ, mộc, lôi, tăng khí vận nhất định chỉ vậy. Hàng tuyệt vô thức cắt một tiếng chờ đã. Chỉ vậy. Hàng tuyệt trừng to mắt, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Đến rồi. Trong 16 năm. Rốt cục cũng lắc ra linh căng tư chất mà nam chính trong sản văn nên có. Hàng tuyệt dụi dụi con mắt, tỉ mỉ xác nhận. Đỉnh cấp linh căng. Còn là đỉnh cấp linh căng 6 loại thuộc tính. Phù. Hàng tuyệt cố gắng bình ổn tâm tình. Rốt cuộc cũng tới chính là cái này. Đây mới là linh căn tư chất hắn nên có. Hàng tuyệt không lập tức ấn vào bắt đầu du hí nhân sinh, hắn sợ tạo ra động tĩnh quá lớn. Dù sao thì ngoài cổng cũng còn hai vị tu sĩ đang canh gác. Vấn đề đến, ta phải đợi tới khi nào? Hàng tuyệt xoắn suyết suy nghĩ. Trước mắt hắn bỗng xuất hiện một hàng chữ. Có thể chọn một nơi nhỏ bé, hệ thống hỗ trợ tạo kết giới, tu sĩ bên ngoài kết giới không thể nhận ra, cảm giác được biến hóa trong kết giới hàng tuyệt kinh hỷ. Hắn lập tức đi tới cửa trước, sau khi xác định toàn bộ nô bộc đều đã tới dược thảo viên, hắn đóng cửa phòng. Hắn đứng trong phòng, điều tra danh sách thuộc tính, ngón tay run rẩy điểm về phía ấn vào bắt đầu du hí nhân sinh ở dưới cùng. Ấn vào thành công. Danh sách thuộc tính biến đổi. Từng hàng chữ xuất hiện trước mắt hàng tuyệt. Bắt đầu du hí nhân sinh, đã xem nhân sinh kinh lịch hàng tuyệt, Ngươi sinh ra trong một tông môn tu tiên phạm giới, từ nhỏ đến lớn dung nhan tuyệt thế, được người yêu thích. Phụ mẫu ngươi đã bỏ ngươi đi từ lúc ngươi còn tắm bé, từ nơi sâu xa dường như có số mệnh gì đó cần ngươi gánh vác. Trên phương diện kiếm đạo ngươi có thiên phú tuyệt đỉnh hơn hẳn thế nhân. Ngươi thường xuyên có thể cảm giác được sáu loại lực lượng thần bí sờ không trúng, nhìn không thấy ẩn chứa trong thiên địa. Cho đến hôm nay, ngươi ngoài ý muốn thức tỉnh truyền thừa tiên đế thu được công pháp tuyệt thế ở lục đạo luân hồi công, bởi vậy mà bước lên con đường tu hành. Mời lựa chọn tuyến đường tu hành chủ yếu của ngươi một, kiếm tu 2, lôi tu 3, thổ tu 4, hỏa tu 5, thủy tu 6, mộc tu 7, phong tu phương hướng tu hành. Hàng tuyệt không quá do dự. Hắn chú ý tới mình đã lấy được lục đạo luân hồi công, nói vậy hẳn nó có liên quan tới lục đạo linh thể, sáu loại linh căn tư chất tuyệt đỉnh tất nhiên phải cùng phát triển, không thể lệch. Đồng thời, hắn có được tư chất kiếm đạo tuyệt đỉnh, đương nhiên phải lựa chọn kiếm tu. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hàng tuyệt lập tức ấn vào kiếm tu. Trong nháy mắt, một luồng khí nóng kỳ dị bắt đầu dâng lên trong cơ thể hắn. Cả người hắn hoảng hốt một chút. Phản phất như đang mơ một giấc mơ rất dài, nhưng hắn lại không nhớ rõ trong mơ đã có chuyện gì xảy ra. Lại trợn mắt, cả người hàng tuyệt túa đầy mồ hôi màn sáng trước mắt hắn đã biến thành danh sách thuộc tính. Tính danh Hàng tuyệt, thọ mệnh 16, 65, chủng tộc Phạm nhân, tu vi Không, công pháp Lục đạo luân hồi công, có thể truyền thừa, pháp thuật Không, thần thông Không, pháp khí Không, linh căng tư chất Lục đạo linh thể, ẩn chứa linh căng đỉnh cấp phong, hỏa, thủy, thổ, mộc, lôi, tăng khí vận nhất định, tiên thiên khí vận như sau, tuyệt thế vô song. Tiên tư, mỹ lực đỉnh cấp, thiên mệnh kiếm si. Tư chất kiếm đạo đỉnh cấp, ngộ tính kiếm đạo đỉnh cấp, thân pháp tuyệt trần. Tư chất thân pháp đỉnh cấp ở hậu duệ tiên đế. Thu được một bộ công pháp tu tiên tuyệt thế, một ngàn viên linh thạch thượng phẩm, kiểm tra quan hệ nhân tế. Hàng tuyệt không vội truyền thừa lục đạo luân hồi công, mà ấn vào quan hệ nhân tế phía dưới cùng màn sáng biến đổi, xuất hiện một tấm ảnh chân dung, là ảnh của người thật. Ảnh của thiết lão, giống chân nhân như đúc. Thiết lão Luyện khí cảnh tầng 7, chán ghét ngươi vô cùng, nếu ngươi có linh căn tu tiên nhất định sẽ tính toán ngươi, độ thù hận là nhất tinh. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 4 Luyện khí cảnh tầng 7, mị lực chết tiệt. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. DM, lão tử cực khổ lao động cho ngươi, ngươi lại còn thù hận ta. Hàng tuyệt chửi ầm lên trong lòng. Chợt hắn tỉnh táo lại. Đây là kim thủ chỉ. Có thể kiểm tra được ấn tượng của người khác đối với ngươi. Chẳng qua vì sao không có những người khác. Phạm nhân không nằm trong phạm vi cân nhắc sao. Trương cáp không có cảm giác gì với hắn. Hàng tuyệt nghĩ không ra cũng không nghĩ nhiều nữa. Hắn đẩy cửa phòng ra trước, phát hiện đã gần đến trưa không thể tiếp tục lười biếng sẽ bị người phát hiện hắn lập tức chạy về phía dược thảo viên hàng tuyệt có phải tiểu tử ngươi ngủ nướng không một nô bọc trung niên cười mắng hàng tuyệt ngượng ngùng vào đầu khiến những người khác cười ha ha bọn hắn không suy nghĩ nhiều cũng không quở trách hàng tuyệt rất ít khi thất trách thỉnh thoảng có một lần cũng không coi vào đâu nữ tu sĩ nơi cửa dược thảo viên bỗng trợn mắt nhìn về phía hàng tuyệt. Nàng hơi nhíu mày. Thiếu niên này. Thật đẹp trai. Trước mắt hàng tuyệt hiện ra một hàng chữ. Hình hồng tuyền có ấn tượng tốt với ngươi, trước mắt độ hảo cảm là nhất tinh, cái quỷ gì? Hình hồng tuyền là ai? Hàng tuyệt u u cạc cạc, vô thức quay đầu nhìn lại. Chẳng lẽ là vị nữ tu kia? Quả nhiên, vậy mà nữ tu kia lại đang nhìn chầm chầm hắn. Bốn mắt nhìn nhau, hình hồng tuyền cười nhẹ một tiếng với hắn. Hàng tuyệt vội vã nghiêng đầu đi. Không xong. Mị lực đỉnh cấp bị theo dõi. Ta là phàm nhân, nàng là tu sĩ, không thể nào yêu nhau. Chẳng lẽ nàng muốn lấy ta làm lô đỉnh? Không được. Phải nghĩ biện pháp lãng tránh. Vào đêm. Sau khi năm vị nô bộc trong phòng đều đã ngủ say, Hàng Tuyệt nằm trên giường bắt đầu truyền thừa Lục Đạo Luân Hồi Công. Ký ức khổng lồ dũng mãnh tràn vào trong óc hắn. Một lúc lâu, hắn mở mắt. Đây là công pháp tu tiên sao, thật trường ra. Hàng Tuyệt yên lặng nghĩ vậy. Hắn chỉ mới được truyền thừa tầng thứ nhất của công pháp, có thể tu luyện tới luyện khí cảnh tầng 9. Lục Đạo Luân Hồi Công chú trọng phát triển cân đối lục hệ linh căn, trong cơ thể phải bồi dưỡng ra được linh lực sáu loại thuộc tính. Tuy quá trình tu luyện rườm rà hơn nhiều so với công pháp đơn thuộc tính, nhưng hàng tuyệt tư chất tuyệt đỉnh có thể bù đắp chênh lệch này. Sáu loại linh khí đạt tới trình độ nhất định mới có thể trút cơ. Hàng Tuyệt phấn chấn, lặng lẽ ngồi dậy. Hắn để hệ thống mở ra kết giới trong phạm vi giường của mình, sợ bị ba vị tu sĩ phía ngoài nhận ra được. Năm vị nô bộc khác đều đã ngủ rất say, tiếng ngáy rung trời, dù sao bọn họ cũng đã mệt nhọc nguyên ngày. Hàng Tuyệt bắt đầu thổ nạp dựa theo tâm pháp tầng thứ nhất. Thổ nạp vốn là một loại phương pháp hô hấp. Trong quá trình thổ nạp, kiên trì cảm thụ thiên địa linh khí. Không tới 10 giây, Hàng Tuyệt đã cảm thụ được trong không khí tràn ngập phong linh khí, thổ linh khí, mộc linh khí, thủy linh khí. Về phần hỏa linh khí và lôi linh khí, tạm thời không bắt được. Hàng Tuyệt bắt đầu hấp thu bốn loại linh khí này. Trước mắt hắn bỗng hiện ra từng hàng chữ Rõ ràng hắn đang nhắm mắt, nhưng lại có thể thấy những hàng chữ này, thật thần kỳ. Người bắt đầu lần tu luyện đầu tiên, lựa chọn phát triển tu luyện theo hướng bên dưới một Tuyệt thế thiên kiêu cao điệu, có thể đạt được một thanh pháp khí luyện khí cảnh 2. Khiêm tốn tu luyện, có thể mở ra công năng ẩn dấu tu vi, linh căng hàng tuyệt không chút do dự lựa chọn hướng thứ hai. Công năng thứ hai vừa nhìn đã thấy là thần kỹ. Như vậy sau này hắn có thể an tâm tu luyện, không sợ bị phát hiện. Ngươi có thể mở ra công năng ẩn giấu bất cứ lúc nào và hàng tuyệt tươi cười, ổn rồi. Thiết lão còn chưa trở về, hắn phải tranh thủ thời gian biến cường. Thoáng chớp mắt. Hai năm nhanh chóng trôi qua. Hàng tuyệt 18 tuổi đã luyện khí cảnh tầng 7, tứ hệ linh căn phong, thổ, mộc, thủy đều đến luyện khí cảnh tầng 7. Thông qua danh sách quan hệ nhân tế, hàng tuyệt biết hình hồng tuyền cũng mới chỉ có tu vi luyện khí cảnh tầng 7. Hai năm qua, thiết lão vẫn chưa trở về đáng nhắc tới là độ hảo cảm của hình hồng tuyền với hắn đã dâng lên đến nhị tinh hai người cũng không có giao lưu gì chẳng qua hàng tuyệt có thể nhận ra được hình hồng tuyền thường xuyên nhìn chằm chằm hắn khiến hắn rất không thích ứng quá đẹp trai cũng có phiền phức ê ta chỉ muốn tu tiên hàng tuyệt thở dài trong lòng hình hồng tuyền rất mỹ lệ nhưng còn chưa tới mức khuynh quốc khuynh thành hàng tuyệt không muốn sản sinh tình cảm gì với nàng. Một khi có tình cảm, hắn sẽ có nhược điểm. Hắn muốn trường sinh bất tử, cũng không thể chết giữa đường. Chờ khi hắn vĩnh sinh bất tử lại nghĩ tới chuyện tình cảm cũng không muộn. Chỉ cần vô địch, đến lúc đó hắn muốn có bao nhiêu nữ nhân sẽ có bấy nhiêu thiếu nữ, cũng không sợ kẻ thù tới gây sự. Hàng tuyệt vừa lao động vừa kiên định nghĩ, coi hình hồng tuyền thành yêu ma quỷ quái. Đúng lúc này. Hình hồng tuyền bỗng nhiên đứng dậy. Nàng chân thành đi tới khiến chúng nô bộc khác chú ý. Nàng trực tiếp đi tới trước mặt hàng tuyệt, cười nói. Ngươi theo ta qua đây một chuyến. Hàng tuyệt bối rối. Những nô bộc khác đều nhìn về phía hắn với ánh mắt hâm mộ ghen tị. Có thể được tiên tử như vậy vừa ý, hẳn là hắn lời. Đổi lại bọn hắn, cho dù chỉ được ở chung một lần, đời này đã đủ vui vẻ. Hàng tuyệt không dám cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu. Hai người ra khỏi dược thảo viên. Nam tu sĩ kia trận mắt hỏi. Hình sư mùi, người đây là. Hắn ta quan sát hàng tuyệt, không khỏi cau mày. Người này rất tuấn mỹ. Đám nô bộc trong dược thảo viên cả đời chưa từng rời khỏi dược thảo viên, không có gu thẩm mỹ, lại thêm tư duy quán tính khiến bọn hắn cũng không quá chú ý quan sát hàng tuyệt. Khác phái hút nhau, Hình hồng tuyền là người đầu tiên phát hiện ra chỗ bất đồng của hàng tuyệt nam tu sĩ vì hình hồng tuyền mới tỉ mỉ quan sát hàng tuyệt hình tượng của hàng tuyệt khiến hắn vô thức cảm thấy khó chịu không sao sư ca tiếp tục tu luyện đi ta muốn tâm sự riêng với vị tiểu ca này hình hồng tuyền che miệng cười nói hàng tuyệt cười lúng túng một tiếng với nam tu sĩ lộ vẻ rất căng thẳng nam tu sĩ nhíu mày nhưng cũng không nói gì thêm hàng tuyệt đi theo hình hồng tuyền tới rừng cây. Trong lòng hắn rơi vào tranh đấu. Mị lực chết tiệt. Kế tiếp ta nên làm gì bây giờ? Phản kháng. Hay là... Thuận theo. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 5 Mà tu hiếp bức, khen thưởng kiếm phát. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Hàng tuyệt và hình hồng tuyền đi tới một rừng cây không người. Hàng Tuyệt thấp thỏm bất an, rất sợ Hình Hồng Tuyền nói ra loại yêu cầu kia. Hình Hồng Tuyền xoay người nhìn về phía hắn, ánh mắt sáng quắc. Hàng Tuyệt không dám đối mắt với nàng. Hình Hồng Tuyền cười nói: "Tiểu ca, không cần căng thẳng, ta cũng không muốn làm khó ngươi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút, ngươi có cam nguyện cả đời làm nô bộc trong dược thảo viên này không?" Hàng Tuyệt im lặng. Kế tiếp chính là muốn ta cúi đầu, làm đồ chơi trong tay ngươi hình hồng tuyền bước lên trước một bước, kề sát vào lỗ tai hắn nói. Làm giúp ta một chuyện, ta đưa ngươi đi tu tiên, thoát khỏi phàm thân. Chuyện gì? Đôi môi hình hồng tuyền hơi mở ra, cũng không thấy giọng nói gì truyền tới nhưng hàng tuyệt lại nghe được rõ ràng. Lấy đan phổ của thiết lão giúp ta, ta đưa ngươi rời khỏi Ngọc Thanh Tông, đi tới ma giáo. Sau đó ta sẽ đại xử với ngươi thật tốt. Ở dưới tay ta, ngươi sẽ không phải chịu một chút khổ cực nào nếu ngươi còn có tư chất không tội, tu vi cao lên, thậm chí chúng ta còn có thể kết thành đạo lưỡng. Truyền âm thuật Hàng tuyệt trừng to mắt Vậy mà bà nương này lại là ma tu Hàng tuyệt sốc xếp Việc này không thể đùa, nếu hắn đồng ý, chắc chắn sẽ đắc tội với toàn bộ Ngọc Thanh Tông Nhưng nếu hắn cự tuyệt, hình hồng tuyền tuyệt đối sẽ không để hắn rời khỏi rừng cây này Thiết lão không có ở đây, mà đây chỉ là ngoại môn Ngọc Thanh Tông, hắn có hô rác cổ họng đoán chừng cũng không có người nào đáp lại. Hình hồng tuyền cũng không dục, nạn đi vòng quanh hàng tuyệt, kiên trì chờ đợi. Hàng tuyệt đang ước lượng phần thắng khi mình chống lại hình hồng tuyền. Cùng là luyện khí cảnh tầng 7, hắn không có pháp thuật, pháp khí, sao có thể thắng hình hồng tuyền được. Không thể cứng đối cứng. Hàng tuyệt giả bộ sợ hãi, nói. Ta không biết vị trí vật kia, huống hồ còn có trương cáp ở đây trên mặt hình hồng tuyền lộ vẻ hài lòng. Hàng tuyệt cũng không nói ra hai chữ đang phổ, nói rõ hắn vẫn rất thông minh. Không sao, còn thời gian, ta có thể đợi ngươi. Hình hồng tuyền nhẹ giọng cười nói. Nàng lấy một viên thuốc ra, nói. Đan dược này có thể giúp ngươi mở ra linh căn, ngươi ăn vào trước, coi như quà gặp mặt. Hàng tuyệt nhìn về phía viên đan dược kia, trông rất giống chocolate. Tuyệt đối là độc dược hàng tuyệt không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể bỏ nó vào miệng. Hắn dùng linh lực bao trùm đan dược, tránh cho đan dược hòa tan. Sau khi nuốt vào trong bụng, hàng tuyệt há mồm, cố ý để hình hồng tuyền nhìn rõ, hưng phấn nói. Đa tạ tiên tử. Ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. DM. Chờ ta tu luyện thêm một năm nữa lại để ngươi biết mùi lợi hại. Hàng tuyệt tuyệt không thể dễ dàng gia nhập ma giáo như vậy được hắn muốn trường sinh bất tử không phải muốn mạo hiểm cả đời hình hồng tuyền che miệng cười một tiếng đưa thay sờ sờ gò má hàng tuyệt cười nói tiểu ca thật hiểu chuyện ngoan sau này ta sẽ bồi dưỡng ngươi trở thành phu quân của ta hàng tuyệt ngoài mặt kích động nhưng trong lòng lại chán ghét xú bà nương ngươi xứng với ta bị hình hồng tuyền sờ soạn một hồi lâu sau đó hai người mới về đến dược thảo viên nam tu sĩ nhìn về phía hàng tuyệt với ánh mắt hồ nghi, chau mày. Hình hồng tuyền lại cười thần bí, tiếp tục đã tọa tu luyện. Hàng tuyệt đi vào dược thảo viên, trước mắt bỗng nhiên hiện ra từng hàng chữ. Ngươi gặp phải uy hiếp của ma tu hình hồng tuyền, ngươi có lựa chọn bên dưới một, trọng lấy đan phổ, thu được sự ưu ái của hình hồng tuyền, thu được ngũ tinh độ thù hận của Ngọc Thanh Tông hai, tuyệt không nghe theo, không để hình hồng tuyền nhận được đan phổ. Đợi khi hình hồng tuyền rời đi, ngươi có thể đạt được kiếm pháp, tuyệt chỉ thần kiếm từng. Còn có lựa chọn khen thưởng. Khá lắm. Hai mắt hàng tuyệt sáng ngời. Càng thêm kiên định suy nghĩ, tuyệt không nghe theo. Màn đêm buông xuống. Hàng tuyệt trở lại phòng, mở ra công năng kết giới. Hắn nhổ đang dược trong bụng ra, đặt bên thắt lưng. Sau đó hắn đi tới trước giường gỗ ngồi xuống, lấy bánh màng thầu ra bắt đầu ăn. Hắn đã tích cốc, nhưng vì diễn kịch hắn vẫn phải ăn cơm. Đêm đã khuya. Chờ khi năm vị nô bộc ngủ rồi, hàng tuyệt tiếp tục tu luyện. Lấy tư chất của hắn, muốn vượt hình hồng tuyền tuyệt không phải việc khó. Mấy ngày kế tiếp, hàng tuyệt vẫn lao động như mọi ngày. Trương Cáp vẫn luôn ở trong lầu cát của thiết lão tu luyện, khiến hàng tuyệt có cớ để không vào trong. Dường như hình hồng tuyền cũng không vội vã. Thoáng chớp mắt, đã nửa năm trôi qua tính danh. Hàng tuyệt, thọ mệnh. 18, 85, chủng tộc. Phạm nhân, tu vi. Luyện khí cảnh tầng 8, công pháp. Lục đạo luân hồi công, có thể truyền thừa, pháp thuật. Không, thần thông. Không, pháp khí. Không, linh căn tư chất. Lục đạo linh thể, ẩn chứa linh căn đỉnh cấp phong, hỏa, thủy, thổ, mộc, lôi, tăng khí vận nhất định, tiên thiên khí vận như sau, tuyệt thế vô song. Tiên tư, mỹ lực đỉnh cấp, thiên mệnh kiếm si. Tư chất kiếm đạo đỉnh cấp, ngộ tính kiếm đạo đỉnh cấp, thân pháp tuyệt trần. Tư chất thân pháp đỉnh cấp ở hậu duệ tiên đế. Thu được một bộ công pháp tu tiên tuyệt thế, một ngàn viên linh thạch thượng phẩm, có thể tinh chế, kiểm tra quan hệ nhân tế. Hàng tuyệt đột phá tới luyện khí cảnh tầng 8, tứ hệ linh căn đều đạt tới luyện khí cảnh tầng 8 đáng nhắc tới là tuổi thọ của hắn cũng tăng thêm 20 tuổi, khiến hắn mừng rỡ. Cảm giác linh lực nhanh chóng tăng trưởng thật đẹp sao? Trái lại, tu vi của hình hồng tuyền và thiết lão vẫn chưa tiến bộ. Đây chính là sự khác biệt giữa thiên tài với phạm nhân. Hàng tuyệt thầm đắc ý. Quả nhiên, phải chịu được nhàm chán mới có thể càng mạnh. Nếu ngay từ đầu hắn đã tiến hành phạm nhân tu tiên, nói không chừng hiện tại hắn ngay cả luyện khí cảnh tầng 4 cũng không đạt tới một ngày này, buổi tối. Hàng tuyệt nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân truyền tới. Hắn lập tức nằm xuống, đóng kết giới. Ta chuẩn bị dẫn trương cắp đi, sau đó ngươi mau đi vào tìm. Giọng nói của hình hồng tuyền truyền vào trong tai hàng tuyệt. Hàng tuyệt trợn mắt, vội vã đứng lên. DM. Vẫn không tránh thoát. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 6. Tuyệt chỉ thần kiếm, chuẩn bị trúc cơ, một. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Hàng tuyệt kiên trì chờ đợi. Luyện khí cảnh tầng 8, hắn đã tu luyện ra thần thức, cảm quan cũng hơn hẳn người thường. Hắn mơ hồ nghe được nơi lầu các xa xa truyền tới tiếng bàn ghế va chạm. Người có thể hành động. Giọng nói của hình hồng tuyền truyền đến. Ngay sau đó, hàng tuyệt lập tức cảm giác được hình hồng tuyền và trương cáp đi lướt qua mái hiên hàng tuyệt lặng lẽ đứng dậy chuẩn bị đi làm bộ một chút cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi phòng sau đó hắn nhìn về phía cửa dược thảo viên phát hiện nam tu sĩ kia đang ngã dưới tàn cây không biết sống chết người qua đường quá yếu hàng tuyệt thầm than thở hắn đi về phía lầu cát lầu cát của thiết lão có hai tầng tráng lệ hệt như biệt thự bày đầy đồ sứ và các bức họa cuộn tròn sau khi hàng tuyệt vào phòng đã bắt đầu lắc lư lung tung hoàn toàn không dụng tâm cho dù có bảo bối thật hắn cũng không có chỗ cất ngồi nửa giờ hàng tuyệt đứng dậy tiếp tục lục tung ít nhất phải làm dáng vẻ lại qua nửa giờ hình hồng tuyền trở lại rồi nàng vội vã vào phòng tìm thấy hàng tuyệt hỏi đã tìm được chưa hàng tuyệt đứng bên cạnh một bình hoa xoay người nói không tìm thấy ta đã lật tung tất cả lên nhưng không tìm được hắn bỗng nhìn thấy trên người hình hồng tuyền dính đầy vết máu. Lẽ nào trương cáp đã bị nạn giết? Hàng tuyệt vô thức lui về phía sau, kết quả vô ý đẩy ngã bình hoa trên bàn. Choang, bình hoa rơi trên mặt đất, vỡ nát. Hàng tuyệt thấy một bản bí tịch xuất hiện trong đống mảnh vỡ bình hoa, phía trên có khắc hai chữ to. Đan phổ. Tỉnh. Trong nháy mắt, gian phòng yên tĩnh như chết, ngay cả cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng hàng tuyệt sửng sốt, lúng túng không gì sánh được. Này! Mẹ nó! Thiết lão lại giấu đồ ở nơi dễ tìm như vậy. Hình hồng tuyền dời mắt khỏi đan phổ, nhìn về phía hàng tuyệt, ánh mắt sâu kín. Hàng tuyệt kinh hỉ nói. Vậy mà nó lại được giấu trong bình hoa, lão đầu này thật biết giấu đồ. Hàng tuyệt căng thẳng cực kỳ. Hắn cố gắng bày ra vẻ rất kinh hỉ, nhưng vẫn luôn phòng bị sợ hình hồng tuyền ra tay hình hồng tuyền bỗng đi tới trước nắm chặt tay hắn hưng phấn cười nói không hổ là ngươi thật đúng là linh vật của ta chỉ cần ngươi vui vẻ là tốt rồi hảo cảm của hình hồng tuyền dành cho ngươi lại tăng lên có thể kết làm đạo lữ độ hảo cảm là tam tinh trước mặt hàng tuyệt hiện ra hàng chữ này khiến hắn cười khổ chẳng qua hình hồng tuyền cũng không nhìn thấy nàng đã vượt qua hàng tuyệt nhặt đang phổ lên bắt đầu lật xem dường như nàng đang tìm cái gì đó hàng tuyệt thấp thỏm chờ đợi có cần phải ra tay không nếu để hình hồng tuyền mang đang phổ đi hắn sẽ không nhận được kiếm phát dường như hình hồng tuyền đã bị thương khí tức rất không ổn định hố nàng một cái khiến nàng biết khó mà lui vào lúc hàng tuyệt do dự một trận gió lạnh từ đại môn cuốn tới hàng tuyệt vội vàng không kịp chuẩn bị bị đụng bay ra ngoài đập trên vách tường bắn ngược xuống đất không đau bao nhiêu chỉ là có chút dọa người. Hàng tuyệt tập trung nhìn vào, thiết lão. Hắn lệch cổ ra, chân phải run rẩy, làm bộ hôn mê bất tỉnh. Bỏ đan phổ của ta xuống. Thiết lão trầm giọng nói, giọng điệu lạnh băng. Hình hồng tuyền lại lạnh lùng đáp trả. Không ngờ ngươi đã trở lại rồi. Thiết lão mặt không đổi sắc nói. Ta đã trở về từ sớm, chỉ vẫn luôn chờ đợi ngươi hiện thân trước đó ta vừa về đến đã lại thấy hai người các ngươi. Nhiều năm như vậy, chúng đệ tử khác đều không nhận nhiệm vụ của ta, chỉ có các ngươi nhận, khẳng định là có chuyện ẩn bên trong. Dứt lời, thiết lão đánh mạnh ra, một chưởng vỗ về phía hình hồng tuyền. Trong lòng bàn tay hắn ta có dán một tấm phù chú. Hình hồng tuyền vô thức nhảy ra, mà trong lòng bàn tay thiết lão lại có lôi điện lóe lên, hóa thành lưới điện cuốn lấy hình hồng tuyền. Tiếp đó, thiết lão lại đá một đá tới, đá hình hồng tuyền bay ra ngoài. Gần như trong nháy mắt, thiết lão đã cướp đang phổ đi. Hình hồng tuyền rơi xuống đất, cả người nàng co quắp. Thiết lão thừa thắng xông lên, hình hồng tuyền vội và chạy trốn. Hai người nhanh chóng lao ra. Hàng tuyệt đang nằm dưới đất do dự, không biết có nên đứng dậy hay không. Không được. Nếu như bị bắt, tuyệt không thể tẩy sạch tội trạng. Hàng tuyệt cũng nghĩ tới chuyện bỏ trốn nhưng quá nguy hiểm, thậm chí hắn còn không biết nên trốn theo hướng nào. Hắn kiên trì chờ đợi. Qua chừng một giờ, hàng tuyệt không nhịn được gãi gãi cái mông. Hắn bỗng cảm giác được một luồng khí tức đang tới gần lầu cát. Thiết lão. Hàng tuyệt không dám nhúc nhích. Thiết lão đi vào trong lầu cát. Thấy hàng tuyệt, hắn ta không khỏi cau mày. Đột nhiên hàng tuyệt ho khan. Thiết lão đi tới trước một cái ghế ngồi xuống, lẳng lặng nhìn chằm chằm hàng tuyệt. Hàng tuyệt thi triển ra kỹ thuật biểu diễn chân thật nhất trác việc nhất kiếp trước kiếp này. Hắn che đầu đứng lên. Mê mang nhìn chung quanh, vừa nhìn thấy thiết lão, hắn lập tức kinh hỉ. Thiết lão. Rốt cục ngài cũng trở lại rồi. Hàng tuyệt trục cổ lại, khẩn trương nhìn về phía chung quanh. Hắn lại thận trọng hỏi. Ma nữ kia đâu? Thiết lão mặt không biểu cảm nhìn về phía hắn, Hàng tuyệt vội vàng đứng lên, cúi đầu đối mặt với thiết lão, dáng vẻ thấp thỏm bất an. Hàng tuyệt đang đánh cuộc. Đánh cuộc thiết lão không phát hiện ra hình hồng tuyền đã giao lưu với hắn. Nếu có phát hiện, sợ rằng hàng tuyệt chỉ có thể liều mạng. Nàng đã nói gì với ngươi? Thiết lão dò hỏi. Hàng tuyệt không dám giấu giếm, thành thật trả lời. Hừ, nàng muốn bồi dưỡng ngươi trở thành phu quân nàng. Thật đúng là chuyện tiếu lâm thiết lão bị tức tới bật cười cảm thấy tiểu tử này đang nằm mơ hắn ta tỉ mỉ quan sát hàng tuyệt thật đúng là đừng nói tiểu tử này đã trở nên tuấn tú hơn xem dung nhang và ánh mắt kia không chút kém cõi đám nội môn đệ tử biến hóa quá lớn chẳng lẽ thiết lão đưa tay nắm lấy cánh tay phải của hàng tuyệt tỉ mỉ kiểm tra hàng tuyệt rất căng thẳng tùy thời chuẩn bị ra tay tiểu tử này không có linh căng cũng không có tu vi, chẳng lẽ là ta lo lắng quá mức. Thiết lão yên lặng nghĩ. Thấy dáng vẻ hết sức lo sợ của hàng tuyệt, hắn ta không khỏi nhớ tới phụ mẫu hàng tuyệt, tâm tình trở nên phiền não. Tức giận nói. Cúc về ngủ. Tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả. Chương 7 Tuyệt chỉ thần kiếm, chuẩn bị trúc cơ, 2 Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Hàng tuyệt thở vào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng hành lễ trở về. Hắn nhanh chóng rời khỏi lầu cát. Thiết lão lại bắt đầu thu dọn phòng trong. Trở lại phòng trong, hàng tuyệt lặng lẽ ngồi trên giường. Vì ngươi không giúp hình hồng tuyền trọng đang phổ, thành công thu được kiếm pháp, tuyệt chỉ thần kiếm hàng tuyệt vui sướng, rốt cục cũng có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Hắn lập tức lựa chọn truyền thư. Một luồng ký ức dũng mãnh tràn vào trong óc hắn. Tuyệt chỉ thần kiếm không tính là võ học, mà là pháp thuật, lấy chỉ làm kiếm, linh lực chuyển hóa thành kiếm khí. Hàng tuyệt có được ngộ tính kiếm đạo tuyệt đỉnh, chỉ trong một đêm hắn đã học xong pháp thuật này. Chẳng qua hắn cũng không bại lộ, vẫn khiêm tốn y như trước. Ngày thứ hai Sau khi hàng tuyệt trời giường, nghe các nô bộc khác nói trương cáp đã chết rồi. Có người nói hắn chết thê thảm không gì sánh được, thất khiếu chảy máu nam tu sĩ canh giữ ở cửa dược thảo viên cũng đã rời đi từ sáng sớm, dường như tối hôm qua đã có việc lớn xảy ra. Hàng tuyệt không khỏi mặc niệm thay cho trương cát. Hảo cảm của hình hồng tuyền với ngươi đã tăng, có thể kết làm đạo lữ, trước mặt độ hảo cảm là 3.5 tinh hàng tuyệt sửng sốt. Tại sao độ hảo cảm lại tăng nữa? U u ca ca. Chẳng qua trong thời gian ngắn tới, hẳn hình hồng tuyền không dám xuất hiện nữa, hàng tuyệt lại có thể an tâm tu luyện nửa tháng sau. Thiết lão lại rời khỏi dược thảo viên. Trong 10 năm gần nhất, số lần hắn ta đi ra ngoài càng ngày càng nhiều. Hàng tuyệt nghe vương lão đầu nói, dường như đại nạn của thiết lão sắp buông xuống, hắn ta đang tìm kiếm dược liệu tăng trưởng tuổi thọ. Không phải ai cũng có thể dễ dàng không ngừng đột phá giống hàng tuyệt. Thiết lão đã bị kẹt ở luyện khí cảnh tầng 7, không cách nào tăng nữa. Đây là khác biệt tư chất thiết lão là phàm nhân tu tiên điển hình, muốn nghịch thiên cải mệnh. Hàng tuyệt tại thầm cầu khẩn, hy vọng lão đầu này chết trên đường. Sở dĩ hắn ác độc như vậy là vì hắn chú ý tới độ thù hận của thiết lão với mình vẫn là nhất tinh. Là kẻ địch tiềm ẩn. Thoáng chớp mắt. Hai năm trôi qua. Hàng tuyệt 20 tuổi đã tu luyện cả tứ hệ linh căng tới luyện khí cảnh tầng 9. Chỉ cần tu luyện lôi, hỏa linh căng tới luyện khí cảnh tầng 9, hắn sẽ có thể chuẩn bị đột phá trúc cơ cảnh. Nhưng chung quanh dược thảo viên bắt cách nào bắt được lôi linh khí, hỏa linh khí. Hàng tuyệt biết mình nên rời khỏi. Màn đêm buông xuống, hắn lặng lẽ rời đi. Hàng tuyệt còn một ngàn viên linh thạch thượng phẩm chưa lấy ra, đây là lực lượng để hắn hành tẩu trong tu chân giới. Dọc theo đường đi, hàng tuyệt vừa đi vừa dùng thần thức tìm kiếm chung quanh. Hắn chuẩn bị trực tiếp bái nhập Ngọc Thanh Tông, trở thành đệ tử Ngọc Thanh Tông. Có lẽ Ngọc Thanh Tông sẽ không cự tuyệt một tu sĩ luyện khí cảnh tầng 9. Sáng sớm ngày tiếp theo, rốt cục hàng tuyệt cũng tìm được sơn môn Ngọc Thanh Tông. Ngọc Thanh Tông ở trong sơn cốc giữa dãy núi, tiên vụ tràn ngập. Ngoài sơn môn có hai tượng đá to lớn sừng sững, rất giống kỳ lân. Đứng lại, đưa tông lệnh ra. Một đệ tử Ngọc Thanh Tông giơ kiếm trong tay lên, nói tổng cộng có bốn đệ tử trong coi lối vào Ngọc Thanh Tông, tu vi đều là luyện khí cảnh tầng năm. Hàng Tuyệt đóng công năng ẩn giấu, chắp tay nói. Tại hạ Hàng Tuyệt, là một tán tu, luyện khí cảnh tầng 9, muốn bái nhập Ngọc Thanh Tông, không biết có thể có phương pháp. Luyện khí cảnh tầng 9 Chỉ nháy mắt, thái độ của bốn đệ tử đã thay đổi. Đệ tử cầm kiếm nói một tiếng với đệ tử bên cạnh, đệ tử kia lập tức nhanh chóng rời đi. Ngươi chờ chút, ta để người đi báo tin cho chấp sự ngoại môn. Đệ tử cầm kiếm mở miệng nói. Hàng tuyệt lên tiếng cảm ơn. Trong Ngọc Thanh Tông, ngoại trừ thiết lão không còn tu sĩ nào khác biết tên của hắn. Thiết lão còn chưa trở về, rất có thể đã chết ở bên ngoài, cho nên hàng tuyệt cũng không lo lắng chuyện thân phận bị bại lộ. Ngược lại chính hắn cũng chưa từng làm chuyện gì nguy hại tới Ngọc Thanh Tông, không thẹn với lương tâm. Hàng tuyệt cũng không phải chờ lâu lắm, rất nhanh đã có một chấp sự ngoại môn tới. Người này tu vi cũng là luyện khí cảnh tầng 9. Tại hạ chấp sự ngoại môn Ngọc Thanh Tông, Dương La, không biết hàng huynh đệ có thể để ta kiểm tra một chút không? Mấy năm này lúc nào cũng có ma tu lẻn vào Ngọc Thanh Tông chúng ta. Chấp sự ngoại môn chấp tay nói, biểu hiện rất khách khí. Trên người hàng tuyệt cái gì cũng không có, không sợ bị kiểm tra. Hắn giơ hai tay lên. Dương La bắt đầu lục soát. Lục soát xong, hắn ta nghi ngờ hỏi. Vì sao ngay cả nhẫn trữ vật và túi trữ vật hàng huynh đệ cũng không có? Hàng tuyệt bất đắc dĩ nói. Trên đường tới gặp phải ma tu trúc cơ tập kích, vì bảo vệ tính mạng, ngươi hiểu. Dương La im lặng, đồng tình nhìn hắn. Ngươi có thể thi triển một chút linh lực không? Dương La tiếp tục hỏi. Hàng tuyệt có thể hiểu được, hắn ta muốn xem xem mình có phải ma tu hay không? lúc này hắn lại nâng tay phải lên lấy chỉ làm kiếm điểm về phía vách núi bên cạnh xíu u u một đạo kiếm khí thuận theo ngón trỏ hắn bắn ra xuyên thủng vách núi hai mắt dương la sáng lên đây là pháp thuật gì hắn ta ngại hỏi nhiều nhưng có thể cảm nhận được hàng tuyệt không phải ma tu không thành vấn đề đi theo ta ta dẫn ngươi tới ngoại môn đăng ký thân phận từ nay về sau ngươi sẽ là ngoại môn đệ tử ngọc thanh tông Dương La cười nói. Sau đó, hắn ta dẫn Hàng Tuyệt tiến vào trong sơn cốc. Hàng Tuyệt vừa đi vừa nói. Ngoại môn có bao nhiêu đệ tử? Muốn tiến vào nội môn cần thỏa mãn điều kiện gì? Ngoại môn có hơn 2.000 đệ tử, chỉ có trúc cơ mới có thể tiến vào nội môn. Chẳng qua muốn trúc cơ rất khó, mỗi 3 năm tông môn sẽ tiến hành một trận thi đấu nhỏ, ba hạng đầu đều có trúc cơ đang trúc cơ đang có thể giúp luyện khí cảnh tầng chính đột phá trúc cơ đang. Đệ tử nội môn có nhiều không? Ta cũng không hiểu rõ. Nội môn Ngọc Thanh Tông ở trong một tiểu thế giới, mặc dù chúng ta là ngoại môn cũng không cách nào hiểu rõ tình huống nội môn. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 8 Bái nhập Ngọc Thanh Tông, tu luyện hắc hỏa linh căng. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio xem ra Ngọc Thanh Tông rất lợi hại. Đó là đương nhiên, Ngọc Thanh Tông chính là danh môn chính phái trong giới tu hành Đại Yến. Ngọc Thanh Tông có chỗ tu luyện lôi linh khí, hỏa linh khí không? Ngoại môn thì không, nhưng nội môn có lẽ có. Nếu ngươi có lôi linh căn, có thể xin trưởng lão đường, nói không chừng bọn họ sẽ phá lệ con ngươi vào nội môn. Loại linh căn hy hữu này bình thường đều được tông môn bồi dưỡng đặc biệt. Dương La thầm kinh ngạc, chẳng lẽ người này còn có lôi linh căng hai mắt hàng tuyệt sáng ngời hỏi chỉ cần có lôi linh căng là được sao dương la gật đầu dương huynh ngươi dẫn tiếng giúp ta một chút đi nếu ta có thể vào nội môn sau này ta tất sẽ không quên ân tình của ngươi hàng tuyệt nhỏ giọng nói hắn nâng tay phải lên trong lòng bàn tay có lôi điện tóe lên con ngươi dương la co rụt lại chấp sự ngoại môn Ngọc Thanh Tông Dương La có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là nhất tinh Dương La cười nói. Nếu ngươi đã đều ta là huynh đệ, việc này đương nhiên ta phải giúp ngươi, vậy ta đây lập tức phá lệ dẫn ngươi tới trưởng lão đường nói rõ. Đa tạ Dương Huynh, tại hạ vô cùng cảm kích. Dễ nói dễ nói. Dương La đã bị kẹt ở luyện khí cảnh tầng 9-20 năm, trên phương diện tu vi hắn rất khó có thể đột phá. Thứ duy nhất hắn ta có thể làm chính là tích góp mạng lưới quan hệ. Dưới sự dẫn dắt của Dương La, dọc theo đường đi hàng tuyệt thấy được không ít đệ tử ngoại môn đã tỏa tu luyện ở ven đường. Ngoại môn không phân phối riêng sân tu luyện và động phủ cho các đệ tử, tất cả mọi người đều tìm một nơi tùy tiện nạp khí, không thể gây chuyện. Rất nhanh, hàng tuyệt đã đi tới một khu kiến trúc ngoại môn. Đại đa số phòng ốc rất giống với lầu cát của thiết lão, rất cổ kính trên đường số đệ tử lui tới cũng không ít ngoại trừ tu sĩ còn có phàm nhân thì ra trong tông môn tu tiên cũng không thiếu nô bọc phàm nhân không phải chỉ có luyện đan sư mới cần các phàm nhân cũng vui vẻ vì bọn hắn mà cống hiến sức lực chí ít cũng không gặp phải nguy hiểm tính mạng còn có thể ăn no trưởng lão đường ở trong sơn cốc lầu các bốn tầng tràn ngập mùi hương kỳ dị hàng tuyệt theo dương la đi vào dương la đi tới trước quầy nói có một tán tu luyện khí cảnh tầng 9 muốn gia nhập Ngọc Thanh Tông chúng ta. Tầng 1 không tính là lớn, chỉ có trước quầy có người, là một lão giả. Lão giả liếc hàng tuyệt một cái. Cái nhìn này khiến hàng tuyệt cảm thấy hoảng hốt khó hiểu. Hắn cũng không nhìn thấu cảnh giới của đối phương. Chẳng lẽ là tu sĩ trúc cơ cảnh? Ừm. Lão giả lên tiếng, xoay người lấy một thẻ bài trên tủ gỗ sau lưng. Dương la nhỏ giọng nói đại trưởng lão có ở đây không người này có được lôi linh căng muốn vào nội môn lôi linh căng lão giả kinh ngạc đưa mắt nhìn hàng tuyệt hắn ta vẫy vẫy tay hàng tuyệt lập tức đuổi theo sau đồng thời trong lòng hắn còn thầm kêu hệ thống chỉ hiển lộ ra lôi linh căng hỏa linh căng và phong linh căng tư chất tam linh căng trên mặt lão giả lộ vẻ kinh hãi nói tam linh căng Dương La cũng không giật mình, mà lộ ra vẻ hâm mộ. Trước ghi danh thân phận một chút, tạm thời là đệ tử ngoại môn, chờ khi đại trưởng lão trở về ta sẽ nói việc này cho hắn biết. Lão giả trầm ngâm nói. Hàng tuyệt bắt đầu đăng ký thân phận. Sau đó, hàng tuyệt nhận được tông lệnh, túi trữ vật, đạo bào ngọc thanh tông, một trăm viên hạ phẩm linh thạch, một lọ tụ khí đan, cuối cùng rời đi. Dương La tự mình sắp xếp chỗ ở cho hắn, cách dương la không xa, một căn nhà gỗ đơn độc. Tốt rồi, hàng huynh đệ, ngươi nghỉ ngơi ở đây trước đi, chờ sau khi có tin tức sẽ có người tới báo tin cho ngươi. Ta còn có việc. Dương la cười nói. Hàng tuyệt ông quyền nhìn theo dương la rời đi. Thái độ của Dương La khiến hắn cảm thấy rất chân thực, không giống với những gì được viết trong tiểu thuyết. Cho dù người ta có ý định lôi kéo hắn, cũng sẽ không cố ý lấy lòng. Đều là tu sĩ, sẽ không vì tư chất của ngươi tốt hơn mà trực tiếp làm chó của ngươi. Hàng tuyệt đóng cửa phòng, bắt đầu tu luyện. Rốt cục hắn cũng có thể yên tâm can đảm tu luyện. Chuyện khiến hắn kinh hỉ lại xuất hiện. Vậy mà hắn lại có thể cảm ứng được hỏa linh khí ở đây. Hàng tuy quyết định tu luyện hỏa linh căng tới luyện khí cảnh tầng chính trước. Nói chung, tu sĩ chỉ chọn một loại công pháp để tu luyện, phần lớn công pháp chỉ có một thuộc tính, rất ít người lại tu luyện sáu loại thuộc tính như hàng tuyệt. Hàng tuyệt có tư chất đỉnh cấp, không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Hắn rất hưởng thụ cảm giác biến cường này. Nói chính xác hơn là cảm giác thọ mệnh tăng trưởng. Trước đây sau khi hàng tuyệt thấy bản skin, suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn chính là trường sinh. Hắn không muốn công danh lợi lộc. Hắn không muốn mỹ nhân. Hắn chỉ cần sống thật lâu, quyết không thể tuổi còn trẻ mà đã mắc bệnh nan y như kiếp trước. Tư chất của ta đã được định trước sẽ không cần ra ngoài mạo hiểm dành cơ duyên. Ta muốn an tâm tu luyện, tuyệt không gây chuyện thị phi, có thể không trêu thêm kẻ địch thì không nên trêu, trừ phi đối phương cứ muốn đánh chết ta. Hàng tuyệt thầm nghĩ. Thoáng chớp mắt. Đã nửa năm trôi qua. Rốt cục hàng tuyệt cũng tu luyện hỏa linh căng tới luyện khí cảnh tầng 4 mà cuối cùng đại trưởng lão ngoại môn cũng đã trở lại, dương la tự mình đến báo tin cho hàng tuyệt. Hàng tuyệt thu dọn đồ đạc, thắt túi trữ vật trên đai lưng, sau đó theo dương la đi tới trưởng lão đường. Lúc đầu trưởng lão đường đã quên mất việc này, là ta vừa lúc đi ngang qua chỗ các ngươi, phát hiện ngươi còn đang tu luyện, vì vậy mới nhớ tới việc này. Khổ tu như ngươi rất được đại trưởng lão khen ngợi. Dương la cười nói. Trong giọng điệu của hắn tràn ngập ngưỡng mộ trong nửa năm hàng tuyệt chưa từng mở cửa phòng nếu không phải bên trong có sóng linh khí người khác còn tưởng đây là một căn phòng trống hàng tuyệt cười nói đa tạ dương huynh ngày sau nếu có cơ hội nhận được trúc cơ đan ta nhất định sẽ mưu cầu một viên vì ngươi tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 9 hy tuyền tiên tử độ hảo cảm tăng trưởng nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio trưởng lão đường. Hàng tuyệt gặp được đại trưởng lão. Đại trưởng lão trong mập mạp, rất giống Phật Di Lặc, trên mặt luôn mang theo nụ cười, mắt hiếp lại thành hai khe hở. Hắn ta quan sát hàng tuyệt, hài lòng nói. Khí chất rất không tồi, không hề kém cạnh đệ tử nội môn, thậm chí còn sắp đuổi kịp đệ tử tinh anh. Đạo bào của Ngọc Thanh Tông là nền trắng chỉ xanh, sau khi hàng tuyệt mặc vào, mỹ lực lộ rõ, hoàn toàn không giống người xuất thân nô bộc trên đường tới đã có rất nhiều nữ tu nhìn lén hắn. Đệ tử không thể sánh với đệ tử tinh anh. Hàng tuyệt khiêm tốn nói. Đại trưởng lão cười cười, nói. Đi thôi, tới nội môn với ta. Muốn gia nhập nội môn ngươi phải bái sư trước. Nội môn có 18 phong, 18 vị trường lão truyền giáo. Nếu có người vừa ý ngươi, ngươi có thể trực tiếp trở thành đệ tử nội môn. Nếu không có, ngươi chỉ có thể tham gia thi đấu tông môn tranh thủ sớm ngày trúc cơ đệ tử đã hiểu rõ sau đó hai người rời khỏi trưởng lão đường lão giả trước quầy tắc tắc xưng kỳ nói hỏa linh lực của người này đã tăng cường không ít xem ra nửa năm vừa rồi hắn vẫn luôn khổ tu dương la cười nói đúng vậy hắn còn chưa từng rời khỏi phòng tư chất tốt lại còn chăm chỉ khổ tu nói không chừng sau này hắn sẽ trở thành đệ tử tinh anh lão giả lắc đầu bật cười cũng không nói thêm nữa hắn ta ở chỗ này hơn trăm năm thiên tài có tư chất tốt hơn hàng tuyệt hắn ta cũng đã từng thấy trong lòng chỉ có chút cảm khái cũng không nghĩ nhiều một đường không nói chuyện dưới sự dẫn dắt của đại trưởng lão hàng tuyệt đi tới trước một trận pháp truyền tống nằm trong một góc của sơn cốc nơi này có vài tên đệ tử đang canh gác trận pháp truyền tống rất giống tế đàn thạch đài hình tròn phía trên khắc đầy đường vân cổ quái Bốn chung quanh có các trụ đá thẳng đứng, phía trên có rất nhiều động lõm bất quy tắc, là nơi để đựng linh thạch. Đây là lần đầu tiên hạng tuyệt sử dụng trận pháp truyền tống, rất căng thẳng nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, sợ mất mặt. Đệ tử ngoại môn bắt đầu bày linh thạch vào. Người muốn gia nhập môi trường tu hành như thế nào? Ở mỗi phong, tính của chấp giáo trường lão mỗi khác, phong khí cũng bất đồng. Có người tranh cường háo thắng, có người khiêm tốn khổ tu có người quanh năm ra ngoài làm nhiệm vụ. Đại trưởng lão bỗng mở miệng hỏi. Hàng tuyệt trả lời. Khiêm tốn khổ tu, ta không thích náo nhiệt, cũng không thích trêu rao. Đại trưởng lão lộ ra nụ cười cổ quái, nói. Vậy ta đưa ngươi đến Ngọc U Phong trước. Lúc này, trận pháp truyền tống được khởi động, cường quan bắn ra, chói tới hàng tuyệt phải nhắm mắt. Hàng tuyệt cảm thụ được cảm giác không trọng lượng mãnh liệt, đổi lại phạm nhân, tuyệt đối sẽ buồn nôn. Đại khái chừng ba giây trôi qua. Hàng tuyệt mở mắt, đập vào mắt hắn là từng ngọn núi cao vút trong mây. Phía trước biển mây tràn ngập, hắn phản phất như đang đứng trong đám mây. Dưới chân hắn là trận pháp truyền tống, phía trước là một thềm đá nối liền thành trì. Tòa thành trì này ở trên một ngọn núi thấp, so sánh với 18 ngọn núi khổng lồ chung quanh thì nó là núi thấp. Nhưng hàng tuyệt đứng từ trận pháp truyền tống nhìn xuống dưới, lại thấy nó như vách đá vạn trượng, vì mây mù cuồn cuộn nên hắn trông không thấy tận cùng. Thành trì trên núi thấp này rất lớn, từ trong không trung vẫn có thể thấy không ít tu sĩ đang ngự kiếm phi hành, thậm chí có thể thấy đủ loại ác điểu. Đó chính là nội môn Ngọc Thanh Tông, dù là làm nhiệm vụ hay lĩnh bổng lộc đều ở chỗ này, bên trong cũng có thể giao dịch. Đại trưởng lão mở miệng giới thiệu, giọng điệu tràn ngập kiêu ngạo. Hàng tuyệt cũng bị kinh diễm hắn vốn tưởng rằng Ngọc Thanh Tông là loại môn phái nhỏ trong các bộ phim tiên hiệp cổ trang, không nghĩ tới nó lại lớn như vậy. Hắn còn cho rằng mình đã tới tiên giới. Đúng là hắn đã đánh giá thấp thực lực của Ngọc Thanh Tông. Dù sao thì trong 20 năm trước đó, hắn vẫn luôn ở lại trong dược thảo viên, phạm vi hoạt động không quá hai dặm, nói là cá trong chậu chim trong lòng cũng không quá đáng. Đại trưởng lão Phất Tây, hàng tuyệt chỉ cảm thấy bản thân mình bị thứ gì đó nhấc lên, thiếu chút nữa đã ngã sắp xuống. Hắn cúi đầu nhìn xuống, vậy mà dưới chân lại xuất hiện một hồ lô cực lớn. Đứng vững vàng, nếu té xuống, cho dù ngươi có tu vi luyện khí cảnh tầng chính cũng phải té chết. Đại trưởng lão cười to nói, cười đến vô cùng hào sản. Hàng tuyệt vội vàng dùng linh lực bám lên lòng bàn chân, kệ sát mặt hồ lô. Hồ lô cực đại dẫn theo bọn hắn bay về phía một ngọn núi khổng lồ lệch hướng nhất những ngọn núi khổng lồ khác đều có bóng dáng đệ tử bay từ trên xuống duy chỉ có ngọn núi này có vẻ rất tịch liêu chấp giáo trưởng lão ngọc u phong là hy tuyền tiên tử tu vi cao thâm mạc trắc nàng thích bế quan tu luyện thích thanh tĩnh cho nên ngọc u phong cũng không náo nhiệt lại thêm nàng không cho phép đệ tử thuộc hạ nảy sinh tình cảm kết thành đạo lữ cho nên nàng có rất ít đệ tử những đệ tử ở lại ngọc u phong trên cơ bản đều là khổ tu sĩ đại trưởng lão cười nói. Hàng tuyệt nhướng mày, nói. Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá. Hắn chỉ sợ có nữ tu sĩ dây dưa. Dù sao thì hắn cũng tuyệt thế vô song, mị lực tràn đầy. Đại trưởng lão lắc đầu bật cười. Ngoại môn đại trưởng lão Ngọc Thanh Tông có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là nhất tinh, trước mắt hàng tuyệt hiện ra một hàng chữ. Khiến hắn cảm thấy khó hiểu rất nhanh bọn hắn đã đi tới một khu cung điện trong ngọc u phong trực tiếp bay tới chủ điện đại trưởng lão đứng trước đại môn miệng há ra hơi động một chút đoán chừng là đang dùng truyền âm thuật quanh một tiếng đại môn mở ra đại trưởng lão dẫn hàng tuyệt đi vào đại điện u ám theo bọn hắn đi vào đèn dầu hai bên dần sáng lên ánh mắt hàng tuyệt rơi trên hai bóng người đang tĩnh tọa phía trước hai vị nữ tu một vị nữ tu trong đó mặc lam bào, tư thái ung dung, dung nhan có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, đoán chừng đây chính là hy tuyền tiên tử. Nữ tu sau lưng nàng hẳn là đệ tử của nàng, dù là khí chất hay dung mạo đều kém nàng không ít, nhưng vẫn có thể tính là mỹ nhân. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 10 Nguyên Anh Sư Phụ, chỉ kém lôi linh khí, một. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Khi tuyền tiên tử mở mắt, ánh mắt rơi xuống trên người hàng tuyệt. Sau khi đại trưởng lão đến gần lại cười nói. Người này tên hàng tuyệt, là một tán tu, tư chất tam linh căn, có được lôi linh căn hiếm thấy. Trên đường đi ta đã hỏi thăm, hắn thích tu luyện ở nơi thanh tĩnh, không hy vọng cao điệu quá mức. Hàng tuyệt không lưng hành lễ. Thường Nguyệt Nhi có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là nhị tinh, chưa gì đã nhị tinh. Nông cạn Hàng tuyệt thầm than thở, trong lòng căng thẳng hẳn lên. Xem ra Ngọc U Phong này có tiếng nhưng không có miếng, hy vọng không phải nữ đệ tử nào cũng là xài lan hổ báo. khi tuyền tiên tử mở miệng hỏi. Gia nhập bản phong, bản tọa sẽ không mưu cầu lợi ích tốt giúp ngươi, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Về việc tu hành, bản tọa sẽ không chậm trễ việc dạy bảo ngươi, nhưng nếu ngươi dám buông lỏng, bản tọa sẽ trục xuất ngươi ra khỏi phong. Hàng tuyệt lập tức bảo đảm chỉ cần không có phân phó đệ tử có thể bế quan một trăm năm chân không bước ra khỏi nhà là thật tuyệt không có giả dối khi tuyền tiên tử có ấn tượng tốt với ngươi trước mặt độ hảo cảm là nhất tinh hảo cảm của thường nguyệt nhi với ngươi giảm xuống trước mặt độ hảo cảm là nhất tinh trước mắt hàng tuyệt hiện ra hai hàng chữ hắn không khỏi khinh bỉ vị thường nguyệt nhi kia mẹ não ngươi chỉ có yêu đương thôi sao nơi này là vùng đất tu tiên ngươi có biết pháp thuật. Tiến công bản tọa, để bản tọa xem thử năng lực của ngươi. Hy tuyền tiên tử tiếp tục hỏi. Hàng tuyệt gật đầu, quyết định toàn lực ứng phó. Ngôi ngọc u phong này rất thích hợp với hắn. Đổi lại phong khác, hắn sẽ bị nữ tu như thường Nguyệt Nhi làm phiền muốn chết. Hắn cũng không phải liễu hạ huệ, cũng thích nữ nhân, nhưng nữ nhân tuyệt không quan trọng bằng thọ mệnh. Hiện tại hắn chỉ muốn tu luyện trên đầu chữ sắt có cây đao nha. Chờ sau này tu vi đại thành, ngược lại có thể bồi dưỡng mấy vị đạo lữ chơi đùa, nhưng không thể động chân tình, chỉ vì cùng tu luyện. Hàng tuyệt điều động linh lực trong cơ thể, năm ngón tay phải khép lại, chỉ thẳng về phía hy tuyền tiên tử. Ngũ chỉ bắn ra kiếm khí, hội tụ thành một đạo kiếm khí rộng cỡ bàn tay, nhanh như chớp phóng thẳng về phía hy tuyền tiên tử. Khi sắp đụng tới hy tuyền tiên tử, kiếm khí tiêu tan vào hư vô, mà tóc mai của hy tuyền tiên tử lại hơi lay động. Hảo cảm của thường Nguyệt Nhi với ngươi lại tăng, trước mặt độ hảo cảm là nhị tinh hàng tuyệt coi nhẹ lời nhắc nhở xuất hiện trước mắt, chờ đợi hy tuyền tiên tử lên tiếng. Hy tuyền tiên tử hỏi. Ngươi chỉ biết một chiêu này. Đúng vậy. Hàng tuyệt rất thẳng thắn thành khẩn, hắn cũng không muốn phụng má giả làm người mập. Kiếm pháp không tệ, về sau ngươi cứ ở lại Ngọc U Phong đi. Hy tuyền tiên tử khẽ gật đầu nói. Đại trưởng lão cười ha hả một tiếng. Vậy ta không quấy rầy nữa. Hắn ta gật đầu với hàng tuyệt, sau đó xoay người rời đi. Hy tuyền tiên tử nhìn chầm chầm hàng tuyệt, nói. Còn không quỳ xuống bái sư. Hàng tuyệt lấy lại tinh thần, lập tức quỳ xuống. Đồ nhi hàng tuyệt bái kiến sư phụ, sư phụ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hy tuyền tiên tử không nhìn được cười, tức giận nói ngươi coi vi sư là nữ hoàng. Hàng tuyệt không ngẩng đầu. Hy tuyền tiên tử thầm nói. Người này dù là hình tượng hay khí chất đều rất tốt, ngay cả tâm tính cũng không tồi. Nàng móc ra một tấm lệnh bài từ trong tay áo, đưa cho thường Nguyệt Nhi sau lưng. Đưa sư đệ ngươi tới nội môn đăng ký, thuận tiện sắp xếp động phủ giúp hắn. Vâng, sư phụ. Thường Nguyệt Nhi nhu thuận đứng dậy. Hàng tuyệt đứng dậy theo, hành lễ một cái, sau đó mới cùng Thường Nguyệt Nhi rời đi. Bọn hắn vừa đi ra khỏi cung điện, đại môn đã đóng lại. Hàng sư đệ, ta tên Thường Nguyệt Nhi, sau này ngươi cứ gọi ta là sư tỷ đi. Ngươi mới đến, có gì không biết có thể tìm sư tỷ bất cứ lúc nào. Thường Nguyệt Nhi cười nói. Vừa lúc đối mặt với ánh mắt của Hàng Tuyệt, nàng cũng không xấu hổ, trái lại còn nhìn chầm chằm hắn. Hàng Tuyệt hơi cúi đầu, nói đa tạ sư tỷ, sư đệ không dám phiền phức, chẳng qua nếu như sư tỷ cần giúp đỡ có thể phân phó sư đệ bất cứ lúc nào. Hi hi, bản thân ngươi thật tốt. So với những sư huynh khác, sư đệ đẹp trai hơn. Đây là lần đầu tiên Thường Nguyệt Nhi gặp phải nam tử tuấn Mỹ như thế. Hơn nữa thái độ, tính cách của hắn cũng khiến nàng cảm thấy rất thoải mái. Nàng thầm phát thể nhất định phải bảo vệ hàng sư đệ, không thể để hắn bị bắt nạt hai người một đường cười cười nói nói đi tới bên bờ vực. Thường Nguyệt Nhi tế ra phi kiếm, để Hàng Tuyệt đứng sau lưng nàng, ôm eo nàng. Hàng Tuyệt do dự. Trừ ngươi ra, những sư đệ khác không có cơ hội ôm eo của sư tỷ. Thường Nguyệt Nhi hừ hừ nói. Thật ra nàng cũng chỉ có một vị sư đệ là Hàng Tuyệt. Toàn bộ Ngọc U Phong, chỉ có Hàng Tuyệt mới có thể tính là sư đệ nàng. Ngọc U Phong mấy năm cũng khó có một vị đệ tử mới đã nói tới nước này rồi hàng tuyệt cũng không tiện già mồm cải láo không thể không nói eo của sư tỷ thật nhỏ một lúc lâu sau thường nguyệt nhi dẫn theo hàng tuyệt đi tới trước một cửa động nói bên trong là động phủ của ngươi động phủ của sư tỷ ở ngay bên cạnh bình thường ngươi có thể an tâm tu luyện gần như vậy hàng tuyệt thuận theo phương hướng nàng chỉ nhìn lại động khẩu của động phủ của nàng cách nơi này chỉ trăm mét trong lòng hàng tuyệt thầm thở dài nhưng mặt ngoài vẫn bái tạ thường nguyệt nhi hai người tạm biệt nhau sau khi tiến vào động khẩu hàng tuyệt thấy trên vách động có một cơ quan xoay một cái trước động khẩu xuất hiện một cửa đá trực tiếp chắn phía trước động khẩu ngay sau đó đường động phát sáng lên hắn theo đường động đi tới tận cùng trước mắt xuất hiện một động thất khoảng chừng trăm mét vuông có giường có bàn còn có tủ gỗ đãi ngộ không tồi Hàng tuyệt đi tới bên giường ngồi xuống, sau đó mới lấy túi trữ vật nội môn ra. Túi trữ vật nội môn có không gian lớn hơn gấp 10 lần túi trữ vật ngoại môn, không gian bên trong phải lớn chừng trăm mét khối. Hắn lấy được đạo bào Ngọc U Phong, một thanh phi kiếm, bí tịch ngự kiếm thuật, lệnh bài Ngọc U Phong, còn có một trăm viên trung phẩm linh thạch, một lọ tụ khí đan. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.